Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Video này thì giới thiệu với các bạn một cái lô mai rừng Phú Yên có tất cả là 5 phôi các bạn. Đầu tiên là một cái phôi rễ vai ha. Hoành là 40, hoành cổ đế là 40 nha. Chiều cao từ cổ đế lên cũng là 40 luôn. Mai rừng Phú Yên nha anh em. Phôi này giao lưu anh em mình ngày hôm nay với giá là 300 nghìn thôi. Giá 300 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Mai rừng Phú Yên B8.1 hoành 40, chiều cao 40, 300 nghìn. Rồi tiếp theo mình đến với phôi số 2. Phôi số 2 bỏ chân rẫy khá là khéo nè các bạn. Hoành cổ đế là 36, chiều cao từ cổ đế lên là nó 40 luôn. Phôi này giao lưu anh em mình ngày hôm nay với giá là 350 nghìn. Giá bao gồm phí vận chuyển là 350 nha các bạn nha. B8.2 hoành 36, chiều cao 40, 350 nghìn. Anh em nào yêu thì liên hệ các bạn ha. Số điện thoại liên hệ quen thuộc trên YouTube Sắc Vàng là 0867 098 446. Đó, hân hạnh được phục vụ cô chú anh chị em đi cái phôi gần xa ha. B8.2 hoành 36, chiều cao 40, cây vỏ rễ khá là đẹp. Tiếp theo mình đến với phôi số 2, số 3. Phôi này có hoành là 29, chiều cao là 31, hoành cổ đế 29, chiều cao từ cổ đế lên đến là một cắt trên của nó là 31. Phôi này giao lưu anh em mình ngày hôm nay với giá là 250 nghìn, giá bao gồm phí vận chuyển nha, 250 nghìn nha các bạn. Giá rất là mềm đúng không ạ? Anh em nào yêu thì liên hệ. Mai rừng Phú Yên hoành cổ đế là 329, chiều cao từ cổ đế lên là 31, chỉ có 250.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Anh chị em nào yêu thì liên hệ. Lô ngày hôm nay là ngày 8 tháng 11. Phôi số 4. Phôi số 4 thì có cái chân rẫy khá là đẹp. Ức đẹp. Hoành là 31, chiều cao là 40. Phôi này giao lưu anh em mình ngày hôm nay với giá là 300 nghìn. Giá bao gồm phí vận chuyển là 300 ha các bạn ha. Mai rừng Phú Yên hoành 31, chiều cao 40, 300 nghìn, giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em ha. Mặt bên này rất là đẹp. Cuối cùng nha các bạn, cuối cùng là một cái phôi cũng là bò bò nữa nè, hoành 32, hoành ngang cổ đế là 32 ha, chiều cao là 45, từ cổ đế lên là 45. Phôi này giao lưu anh em mình ngày hôm nay cũng với giá là 250 nghìn ha các bạn ha, 250 nghìn cho mã B8.5 hoành 32, chiều cao 45, 250k. Cái này anh em thích ngắn đòn ngọn trên mình cắt ngắn lại ha. Hoành 32, chiều cao 45, 250.000. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em nha. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.